everyone, my full name is Đặng Thị Mũi. I'm an English teacher at Phước Hưng Primary School in An Phú District, An Giang Province. I'm very happy when I can teach for you in this lesson today. And now, welcome to my class. To study well this lesson, you have to prepare textbook tiếng Anh file, workbook tiếng Anh file, notebook, pen, pencil, ruler, and rubber. Now, let's prepare for me. Before we study the new lesson, I would like you to play a small game to review the old lesson. The name of the game is bowling game. The first thing, you read the questions here and you have to look at the picture and choose the correct answer A, B, or C. You can see this is a story of Tấm and Cám. So, I will choose C. Now, are you ready to play this game? Yes, let's start. Now, number one, what are you reading? A. I'm reading Aladdin and the Magic Lamp. B. I'm reading the story of Mai An Tím. C. I'm reading the story of Tấm and Cám. Now you have to look at the picture and tell me your answer. Good job! Yeah, the answer is B. Net. You look at the picture. What are you reading? A. I'm reading The Fox and the Rogue. B. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs. C. I'm reading the story of Thám Giống. Okay, now tell me your answer. Well done. The answer is A. Continue. Now look at the picture. Now number three. What's Aladdin like? A. I'm generous. B. He's generous. And C. She's generous. Now tell me your answer. A, B, or C? Very good. This is B. And next. Number four. What's Snow White like? A. I'm kind. B. He's kind. And C. She's kind. Now tell me your answer. A, B, or C? Good job. The answer is C. She's kind. Very good. You just reviewed our lesson. And now we are going to study Unit A. What are you reading? Lesson 3, 4, 5, 6, and 7. Page 57. In this lesson, we will read the passage of the story and write about your favorite book or story. Now, let's start with reading skill. Now, you look at the picture and get some information about the text before you read.
You have to take note your resume information in your notebook by answering three questions. 1. Who's he? Who's he? And 2. What's he reading? What's he reading? And 3. Is it a fairy tale or comic book? Is it a fairy tale or comic book? Okay, you will check your guessing after finish reading the test. Let's move to part 4. Read and tick yes or no. Các em thân mến, ở hoạt động này, các em sẽ đọc các thông tin bên dưới. Sau đó, các em sẽ so sánh với nội dung của bài đọc ở phía trên. Nếu thông tin đó đúng với nội dung bài đọc, thì các em sẽ đánh dấu tick vào cột Yes và chúng ta viết tắt là chữ Y ở cột bên trái. Ngược lại, nếu thông tin đó không đúng với nội dung bài đọc, thì các em sẽ đánh dấu tick vào cột No, viết tắt là N ở bên phải nhé. Và đối với dạng bài tập này, thì chúng ta nên đọc thông tin bên dưới trước nhé. Now, let's see with me. Look at this and answer for me. How many sentences are there? Okay, there are 5. Now look at number 1. Tom likes reading books in his free time. Now tell me, what are the keywords in the sentence? Yes, they are like reading books. And look at number 2. Case Closed is a Malaysian story. Now tell me, what are the keywords in the sentence? Well done, these are Malaysian story. And number 3. The main character is Timmy Kudo. Now, tell me, what are the keywords in a sentence? Well then, these are main character. And look at number 4. Timmy Kudo is a policeman. Now tell me, what are the keywords in a sentence? Alright, this is policeman. And look at number 5. Timmy Kudo is clever and brave. Now tell me, what are the keywords in the sentence? Yeah, these are clever and brave. I have a new word here. This is brave. Brave. This means dũng cảm. Okay. And you look at the test. You have to number the lines of the test with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 lines. Okay, good job. And now I will read you for example. Number 1. Tom likes reading book in his free time. Ở câu này là chúng ta có nội dung là Tom thì thích đọc sách vào thời gian rảnh của cậu ấy. Vậy thì các em xem lên cái đoạn văn ở phía trên. You can see on the first line. Các em sẽ thấy ở hàng đầu tiên nhé. Tom likes reading. On Sundays, he often stays at home and reads comic books. You can see this line. The first and the second line. Các em đã thấy cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai có cái nội dung này chưa nhỉ? Các em lưu ý giùm cho cô, vì ở đây người ta nói là Tom likes reading là bạn Tom thích đọc sách. Và vào ngày chủ nhật và các ngày chủ nhật thì các ngày chủ nhật cậu ấy thường ở nhà và đọc truyện tranh. Vậy thì các ngày chủ nhật là những cái ngày mà cậu ấy được nghỉ, thì có cùng nghĩa với cái chỗ là his free time.
thời gian rảnh của cậu ấy. Thì đối với câu này, chúng ta xem cái nội dung của câu số 1 nó có trùng khớp với nội dung của đoạn văn ở phía trên. Vậy thì các con sẽ đánh vào cái cột là yes ở bên trái đối với câu thứ nhất. Ok, is it clear for you? Các em đã rõ hết chưa nè? Now, you have 1 minute to do that. Let's start. Okay, time's up. Let's check the answer with me. Number 2. Case Closed is a Malaysian story. Ở đây cô có Case Closed là tên câu chuyện thám tử lừng danh Conan nha. Câu chuyện thám tử lừng danh Conan là câu chuyện của người Malaysia. Có đúng hay không nè? You can see in the third line, it is a Japanese story. Yeah, not Malaysian story. Ở trong bài đọc người ta nói là đây là câu chuyện của người Nhật Bản, chứ không phải là của Malaysia nha. You have to stick on the no column. And number 3. The main character is Jimmy Kudo. Okay, you can see on the third and the fourth lines. That is, the main character is a school boy. Cô có từ school boy là cậu học sinh nhé các em. Con Jimmy Kudo. Nhân vật chính là một cậu học sinh có tên gọi là Jimmy Kudo. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ đánh dấu vào cột là yes. Okay. And number 4, Jimmy Kudo is a policeman. Ok, các em xem thử xem coi bạn Jimmy Kudo này có phải là cảnh sát hay không nè. You can see on the 4th and the 5th lines, he often helps the police. Cậu này chỉ thường giúp đỡ cho cảnh sát thôi, chứ cậu ấy không phải là cảnh sát nhé. So, you have to tick no. And the last one, number 5. Jimmy Kudo is clever and brave. It's easy for you. Câu này dễ nhé các em. You can see on the 6th line and final sentence. He is clever and brave. You see the correct information. So you have to stick on the yes column. Very good. Now, let's check your resume information before you reading. Okay, the number 1, who's he? Very good. He's Tom. And number 2, what's he reading? Well done, he's reading book. And number 3, is it a fairy tale or comic book? Yes. It's a comic book. Good job! Các em thân mến, thông qua bài đọc, các em vừa biết một số thông tin về bạn Trơm. Đó là thể loại truyện, câu chuyện cũng như nhân vật mà bạn Trơm yêu thích. Và bây giờ, đến lượt các em sẽ viết về câu chuyện yêu thích của mình nhé. Now, tell me, what kind of book or story you like? And what's your favorite character? Let's move to part 5. Write about your favorite book. Now look at this and follow me one by one sentence. I will write number here to help you understand easier. Like this. Look at this and tell me, how many sentences are there? And how many blanks? Very good, there are 4 sentences with 4 blanks. Look at sentence 1. I like reading
in my free time. You have to fill the kind of book or story you like in the first blank. À, các em thân mến, thì ở cái khoảng trống thứ nhất này, các em sẽ chọn một thể loại sách hoặc là chuyện mà mấy em yêu thích điền vào nhé. Such as fairy tales, comic book, funny story, or short story. Các em có thể chọn các cái thể loại này điền vào cái phần khoảng trống thứ nhất này nhé. And look at sentence 2. My favorite book is, you have to fill the story you like or book you like in the second blank. À, đối với cái khoảng trống thứ hai này thì các em sẽ điền cái tên quyển truyện hoặc là cái quyển sách mà các em yêu thích. Và các em cần lưu ý, chúng ta sẽ điền cái câu chuyện nào nó phù hợp với cái chủng của cái thể loại mà chúng ta chọn ở câu số thứ nhất. And sentence 3. The main character is, you have to fill the main character of the story in the third blank. Ở phần khoảng trống thứ ba này thì các em sẽ điền cái tên nhân vật chính mà trong câu chuyện ở khoảng trống thứ hai chúng ta vừa làm nhé. And sentence 4. I like him or her very much because you have to fill the personality of character in the fourth blank. À, các em lưu ý nhé, ở cái khoảng trống thứ tư này thì các em sẽ điền tính cách của nhân vật, nhưng chúng ta cần lưu ý ở hai điểm. Thứ nhất, sau từ I like, nếu nhân vật mà chúng ta thích là nam thì các em sẽ khoanh tròn cho cô từ him, và nữ thì chúng ta sẽ khoanh tròn từ her. Và sau từ because, nếu nhân vật là nam, chúng ta dùng là he is, mình cộng vào tính cách của nhân vật. Còn nếu là nữ, thì chúng ta sẽ dùng từ she is để cộng tính cách của nhân vật sau từ she is đó. Okay, is it clear for you? And now, I will give you example writings. Now look at this. I like reading comic books in my free time. My favorite book is Doraemon. The main character is Doraemon. I like him very much because he is clever. And now, your turn. Let's write about your favorite book. And you have 1 minute to write. Now, let's start. Now, look at this. This is Lang's writing. And now, let's chat with me. I like reading fairy tales in my free time. Yes or no? Yeah, that's right. My favorite book is The Story of Tấm and Cám. Right or wrong, Lars? Yes, very good. It's right. The main character is Tấm. Right or wrong? Okay, it's right answer. I like her very much because she is gentle and kind. Yes or no? Okay, well done. Is it right? Now continue. Have a look at the broadcast with me. In this broadcast, you have to interview 3 classmates about their favorite books and characters. You can make the table like this. The first column is name. The second column is favorite book. And the third column is favorite character. You will use 3 questions following to review. 1. What's your name? My name's Nam. 2. What's your favorite book? Case closed. And 3.
What's your favorite character? He is Jimmy Kudo. Now, let's move to part 7, Color the Stars. Now you look at this and read with me. Now I can ask and answer questions about favorite books. À, chúng ta có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về các quyển sách yêu thích. And listen to and understand tests about favorite books. Nghe và hiểu được các cái bài nghe về quyển sách yêu thích. And read and understand tests about favorite books. Đọc hiểu các cái bài đọc về các quyển sách yêu thích. The last one. Write about my favorite book. Và cuối cùng là các em có thể viết được cái quyển sách yêu thích của mình. Thì ở 4 phần này, nếu các em nhận thấy các em thực hiện rất tốt các yêu cầu mà cô vừa thông qua, thì các em sẽ tô cho cô 3 sao ở mỗi yêu cầu nhé. Mức độ sẽ giảm dần tùy vào khả năng của các em nắm bài tới đâu. Now, I will do model. À, cô sẽ làm mẫu nhé. À, cô nhận thấy 4 yêu cầu này, cô đều làm rất là tốt và thực hiện rất là tốt. Thì cô sẽ tốt 3 sao cho mỗi yêu cầu như thế này nhé. Now, open your workbook, page 35, part F, writing. Exercise 2. Write about your favorite story. Look at this. My favorite story is... Ở khoảng trống này các em sẽ điền câu chuyện yêu thích của mình. For example, Snow White and the Seven Dwarfs is about... thường là các em sẽ điền nội dung của câu chuyện hoặc là sẽ nói về ai. For example, it's about a princess. The main character is... Nhân vật chính trong câu chuyện mà cô mới vừa nói đó là Snow White. Do câu chuyện Snow White là nữ thì ở đây cô sẽ không chọn cái từ là she's. Còn nếu bạn nào chúng ta viết về câu chuyện nhân vật chính là nam thì các em không chọn từ he's. For example, she's beautiful and kind. Okay, let's do at home for me. Now tell me, what have we learned lesson today? Yes, we read the text about the story to improve reading skill. And we write about your favorite book. You also need to remember two structures. One, what are you reading? I'm reading the story of my auntie. And two, what's auntie like? He's hardworking. At home, you do exercise and see next lesson for me. Các em thân mến, việc đọc sách đọc truyện thường xuyên là một thói quen rất tốt. Thật vậy, các em sẽ học được nhiều điều bổ ích từ những quyển sách, quyển truyện đó. Qua bài học hôm nay, cô hy vọng rằng các em sẽ hứng thú và tạo cho mình thói quen đọc sách ngay từ hôm nay nhé. That's all my lesson today. Thanks for your watching my video. Goodbye and see you later.